cuộc họp hôm nay nó không có kết quả gì là sáng suốt hết, là bởi vì 20 năm rồi mà họ vẫn dựa vào những cái văn bản rất là lập lờ, rồi dựa vào những cái tin tức cũng như những chính sách rất là mờ ảo. 20 năm trước họ nói như thế nào thì hôm nay họ vẫn dùng lại những lời lẽ và kết luận như vậy. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi, một trong những người đại diện của Đan viện Thiên An cho biết như vừa nêu, về buổi gặp gỡ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mời và do Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh ông Phan Ngọc Thọ chủ trì vào sáng ngày 12 tháng 7 năm 2017. Lần gặp gỡ này được xem là buổi làm việc chính thức giữa chính quyền tỉnh với Đan viện Thiên An, cùng đại diện của Hội đồng Giáo xứ và đại diện Tòa Giám mục Huế, sau suốt gần 20 năm dài Đan viện khiếu kiện liên quan 49 hectare đất rừng thông bị trưng thu hồi năm 1988. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng chính quyền Thừa Thiên Huế và Đan viện Thiên An không đạt được sự đồng thuận nào, do mấu chốt khác biệt là chính quyền địa phương vẫn căn cứ vào hai quyết định số 1230 và 577 do Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạng và Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Quốc Vượng ký. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi tường trình lại diễn tiến của cuộc họp. Họ nói rằng cái quyết định 1230 và cái quyết định 577 của chính phủ là hoàn hảo và chúng tôi cứ vậy mà làm việc. Cho nên tôi thể biết và đăng viên đã ra thêm không chỉ một việc kỳ rồi. Họ nói nếu được thì sau này sẽ tổ chức một cuộc họp khác. Nhưng mà tôi nghĩ đăng viên cũng sẽ không đi họp với cái kiểu làm việc mà có trách nhiệm như vậy. Đan viện Thiên An cho rằng chính quyền Thừa Thiên Huế đã đánh lận con đen trong việc lấy 49 hectare đất rừng thông của Đan viện, trong khi quyết định 577 ghi là thu hồi đất hoang trên đồi thông Thiên An. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi còn cho biết tại buổi làm việc, chính quyền không chỉ không giải quyết khiếu nại khiếu kiện 49 hectare đất rừng thông đã bị trưng thu gần 20 năm trước, mà họ sẽ tiếp tục lấy thêm phần diện tích còn lại trong tổng số 107 hectare của Đan viện. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi nói chính phủ đã nhận thấy trong quyết định 577 có sai sót và đã ra thêm một quyết định khác, quyết định số 62 để giải quyết vấn đề thu hồi đất của Đan viện Thiên An. Tuy nhiên, chính quyền Thừa Thiên Huế đã không thực thi quyết định 62 của Trung ương. Đan viện Thiên An vào ngày 13 tháng 7 thông báo lý do Đan viện không ký vào biên bản họp sáng ngày 12 tháng 7 là vì Ủy ban Nhân dân tỉnh không có thiện chí giải quyết vụ việc, chứ không phải Đan viện Thiên An không hợp tác. Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do xoay quanh vụ việc khoảng 100 công an an ninh và côn đồ đến Đan viện Thiên An đập phá thập tự giá và hành hung các tu sĩ đến đổ máu trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 có được đề cập tại buổi họp. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi lặp lại lời nói của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ. Ông nói rằng cái vấn đề đặc đặn này nọ thì Đan viện đã gửi đơn về cho viện kiểm soát cũng như là gửi đơn về cho công an thị xã với công an tỉnh, thì chính các đơn vị đó sẽ có trách nhiệm làm việc với Đan viện. Còn ông về mặt nhà nước, ông chỉ giải quyết về chuyện đất đai mà thôi. Liên quan đến dự định trong thời gian tới của Đan viện Thiên An, Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi cho biết. Đan viện chúng tôi đang cố gắng hết sức sẽ làm tiếp tục. Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm trong những cái gì mà để tránh vấn đề có thể đổ máu xảy ra. Thì chúng tôi cũng nói về tỉnh là chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm. Vì chúng tôi vẫn cứ luôn luôn là bảo vệ cái phần đất của mình. Và chúng tôi sẽ báo cho tỉnh biết là được tới thứ sẽ làm cái này cái kia cứ bảo. Việc anh cho không có chúng cũng quan trọng. Sau cuộc họp chính thức giữa Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế và Đan viện Thiên An vào sáng ngày 12 tháng 7 năm 2017, Đan viện khẳng định với RFA. Vì vậy chúng tôi không có chấp nhận làm việc nữa và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh. Nay mai chúng tôi sẽ kéo nhau ra Hà Nội để trực tiếp xin gặp Thủ tướng để mà yêu cầu Thủ tướng phải chỉ đạo làm sao cho tình hình của này là bề đặc. Trong một lần trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về những hệ lụy của việc Hà Nội trưng thu đất đai cùng cơ sở vật chất và thờ phượng của các tôn giáo, nhà quan sát tình hình Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định chính quyền Thừa Thiên Huế đã và đang hành xử một cách thiếu khôn ngoan. Và nếu vấn đề đất đai của Đan viện Thiên An không được giải quyết triệt để, thì hậu quả sẽ khôn lường do mối xung khắc giữa công giáo và nhà cầm quyền Việt Nam trong nhiều thập niên qua sẽ bùng phát.
Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.